Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn khai thác một cái dự án mới nha các bạn Thì dự án này giống như là à, dự án khai thác cái đồng hot đó, trên cái ví Ni đó các bạn Nó giống y chang luôn nha các bạn Thì đây là dự án VTools nha các bạn Thì đây là trang Twitter của dự án đã tham gia vào tháng 3 mươi bốn nè Tức là mới tham gia đây thôi nha các bạn và hiện tại đã có 24.000 người theo dõi rồi Và bây giờ nó mở cho chúng ta khai thác trực tiếp trên Telegram nha các bạn Cho nên các bạn không cần phải tài app gì cả thì đầu tiên các bạn click vào đường link bên dưới phòng bình luận á, mình có để cái đường link các bạn click vào để mà các bạn đăng ký tài khoản nha. Thì nó hiện ra giao diện như thế này, các bạn bấm create new account nha, tức là tạo một tài khoản mới nha. Rồi nó hiện giao diện như thế này, các bạn bấm next nha, bấm next hết đây, rồi các bạn bấm start mining nè. Rồi tại đây các bạn bấm vào claim này, hiện tại cái app có nhiều người đăng ký cho nên rất rất là lan nha. Rồi các bạn bấm vào collect nè. Đấy nó chạy rồi nha các bạn, như vậy là chúng ta đã khai thác thành công nè rồi thì đây là cái giao diện khai thác của nó nha các bạn khi mà các bạn bấm khai thác thì nó đang khai thác chạy nè và đây là các bạn khai thác giống bao nhiêu cái đồng mà hết nha các bạn thì đầu tiên á, thì các bạn muốn nâng cấp thì các bạn bấm vào cái ô này nè cái mũi tên nè các bạn bấm vào thì tại đây cái ô đầu tiên á, là các bạn nâng cấp lên là nó sẽ đó là tăng tốc độ phục hồi nha các bạn tăng tốc độ khai thác đó rồi cái ô thứ hai là các bạn tăng cái mà thời gian nha các bạn đây ví dụ như là từ 2 giờ các bạn nâng cấp 0.3 cái đồng một vê nó sẽ lên đó là lấy vừa hai đó là 4 giờ nha các bạn thì các bạn cũng dùng cái đồng mà chúng ta khai thác được để mà nâng cấp nha và cứ như thế các bạn nâng cấp nâng cấp lên nó sẽ lên sau 24 giờ chúng ta cờ lên một lần nha rồi tiếp theo đó là cái ô cuối cùng đây là những cái sự kiện để mà à, nhân nhân 1.5 nè đấy từ 1 nhân lên 1.5 cái này cũng là tốc độ khai thác nha các bạn thì các bạn bấm vào update nha thì nói chung ba cái này các bạn nâng cấp cái nào các bạn cũng nâng cấp càng cao càng tốt nha các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta đến với cái phần tiếp theo đó là cái phần mời bạn bè nè, các bạn bấm vào uh, foreign nè. Tại đây thì có cái đường link nè, các bạn bấm vào đây. Nó sẽ hiện ra cái đường link nè, các bạn copy đường link nha để đi mời bạn bè nha. Thì mời bạn bè các bạn sẽ nhận được 16% tốc độ khai thác của đó là người đăng ký nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là cái phần uh, uh, đây cái phần quốc gia nè. Quốc gia là nó chưa có ra chức năng nha. Rồi các bạn bấm vào cái phần là Mission nè Thì tại đây các bạn có thể làm những cái nhiệm vụ nha Các bạn follow trang, đó là trang Telegram nè, follow trang Twitter nè Rồi các bạn follow những cái trang, nói chung các bạn làm hết những cái nhiệm vụ ở đây Follow trang uh, Youtube của nó nè các bạn, đấy Nói chung các bạn làm hết những cái, các bạn bấm vào tuần một các bạn làm hết nha Thì khi mà các bạn làm á, ví dụ như là mình follow trang Twitter nè Mình nhận được 0.1 cái đồng VTUT nè, cái đồng uh, VIRT nha các bạn Được khai thác giống y chang như cái thằng Hot luôn nha các bạn rồi và đây là một dự án mới ra nha các bạn cho nên các bạn tranh thủ khai thác nha và cái đường link đăng ký khai thác mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn